nhà nha. Hôm nay mình lên tiếp công việc của anh em máy trang cho nhà xem nha. Đó, con máy này là của anh Kiệt, anh ở số 2 này nha. Số 2 mang tích Vĩnh Long á. Nó đang chặt láng như cái gì. Anh đang chạy dòng bờ nè. Cái nhà xem anh quạt của anh xô cái là rất là nhẹ nhàng luôn nha cái nhà. Đó. Em chạy rất là đã nè. Nó có cái đầu dạng này thật nè. Thấy cái dũng cầm bá chưa, anh mới đi ngang một cái rồi thấy có một gạo một mà đất lên như đó cái nè. Đó anh vạnh cửa đầu dạng cái nè xem nè. Nó rất là tuyệt nha. Nó như cái nhà dậm dũng đi. Nó dũng nè không. Bây giờ anh đẩy một gạo đất một cái là nhắc dũng luôn nè. Đó thấy chưa. Ghê chứ cả nhà. Đó làm vậy để mà nông dân không phái gì được nha cả nhà. Chỉ cái máy chạc này là chữa đất thì là rất là ok nha. Nó tiếp gào nữa nè. Cái nhà xem nè, gào nè. Đó, đất kìa. Rồi đây nhá, đây ối dũng người nè. Đúng thiệt chứ. Nó anh chạy con máy này, con máy GT140 á. Cái đuôi Mitsubishi 651 nha. Đó, anh tiếp luôn nè. Coi là xem cái dũng bày nhóc luôn. Thấy gì chưa cả nhà. Quá tuyệt vời mặt trời luôn. Nó cả nhà xem mình quay chạc hồi quay đánh đường nước cho cả nhà xem luôn nha. Còn đánh đường nước đẹp thế nào như thế nè. Nó anh tém đầy cái dũng thân luôn đó. Dũng đầy nhóc luôn. Cái giờ mặt đất này chưa chạy rồi, chậm rồi. Nhìn thấy nó lõm chõm luôn nè nha. Đó. Anh nào đẹp thêm đi rồi hồi anh chạy có nó đẹp có nào nha. Đó, không là đi dùng bò tiếp nha. Cái đuôi 651 này là chạy hai tần số như cái nhà có số đúp nha. Tần số chậm tần số lẹ nha cái nhà. Cái chạy ly hiện tại đang chạy là mỗi ly một tấc á. Đi tấc đầu máy nè. Vận quá kỹ luôn nha. Đó nè, nó phải làm chỗ rồi nó đi ngang nè. Thấy chưa cái nhà. Đi ngang cái là đá con vậy đó. Láng cái này hoa bóng luôn thấy không. Đó tiếp tục anh đi vòng bờ xong giờ anh muốn trẻ đường giữa nha, ta đất nhỏ. Nó cặp bánh này, cặp bánh liền 95 đó. Khẩu bị là 1 mét nha. Khẩu bị lai tốt lá. Nó chạy cũng rất là phát bội như vậy nè. Phao.
Cái khu này cũng rộng lắm nha, đây ra ngoài lộ ngoài là tính là 200 công, tại có lên miếng vườn chẳng ngang đây nè. Bắt bò miếng vườn đó đó. Và bò miếng vườn nó ra ngoài khu đó mới rộng nha. Nó chạy rất là đẹp luôn. Dũng nãy sâu này, cả nhà thấy không? Dũng sâu mà giờ nó vậy nè. Nó mặt đất đó, mặt đất chưa chạy thấy không? Lẫm chỏm thấy không? Nó chạy qua rồi cả nhà xem. Giá mặt bọc lại đó. Hành luôn cái nhà. Nó láng nó đẹp thì sao luôn cái nhà ơi. Nó anh sửa mấy cái dũng dũng anh quậy sửa lên trơn không. Nó chỗ này xấu xấu nè, anh cũng sửa lại luôn nè. Nó bị khô mà cắt. Không có bóng nhiều mấy ngoài bụng nghề đựng như thế nào. Cái nhà có trả máy quên là biết liền á. Nó giờ mặt đất đã chưa. Nó tiếng GT 140 nổ nghe đã chưa cả nhà. Mấy máy trang này đi đồng cũng nhiều đồng lắm cả nhà. Khu nào mà chưa có máy mà được nhiều đất thì hợp đồng chạy luôn nha. Hợp đồng chạy cũng tứ xứ cho cả nhà. Còn một lối hơi lối nữa anh đánh nước cả nhà xem nha. Chạy gọn đất không đã chưa cả nhà, chưa đâu cả nhà ơi, đánh đường nước nữa đã nữa cả nhà ơi, đánh đường nước rồi cả nhà thấy đẹp dữ dội luôn. Tại sao nó quạnh nữa thì nào thấy dữ chơi nè. Nó bây giờ xem chuẩn bị là anh rửa xong là anh đánh đường nước nè, nó bắt đầu để đánh đường nước nè. Nó dứt cục nước xuống đó đánh đi nhà xem nè. Đang chạy cả nhà coi đường nước nó thông cỡ nào nha. Wow. Đẹp kìa, xấu kìa, tại cái này chỗ ba nó khô bị giống cả nhà. Đường nước nó thông vậy nè.
cả lúa nữa là quá trời đã luôn nha. Như ý luôn cả nhà ơi. Miếng này đánh 4 đường nước. Là cái đường này là cũng như là hai tạm đường tao để trực thuốc luôn. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Mới cào sình xuống đi qua cái lối sình đó là lắng bon rồi nha. Nó đường nó cũng xong vậy cả nhà thấy hay nhớ cho mình một like, mình sẽ mình đăng ký cho cả nhà, và nhớ bấm chuông để theo dõi các clip tới nha. Hôm nay cái video mình cũng chia sẻ cả nhà tới đây, mình cũng tạm dừng video nha. Rồi chào cả nhà.